Vì sao có thể nói rằng đất nước mình có đầy đủ những điều kiện để hung mạnh, nhưng trong lịch sử của chúng ta vẫn nằm ở vị trí các nước nghèo so với thế giới, trong khi các quốc gia khác với cái vấn đề, từ cái vấn đề giáo dục về mặt tâm linh, nhà trường, xã hội và tất cả các thể chế đều coi như là tôn vinh hoặc là lấy cái nhiệm vụ thương mại kinh tế là làm trung tâm. Các nước đó dù cho điều kiện khắc nghiệt về mặt địa chính trị hay là tài nguyên, dân số hạn chế, đều là những người có thể nói là trở thành cường quốc. Đấy là cái điểm thứ nhất tôi muốn xin chia sẻ. Và tôi có thể ví dụ vì sao bỏ qua những cái quan điểm về mặt chính trị thì Israel, người Do Thái, vì sao có 13 triệu người? Họ cũng là con người thôi. Vì sao 13 triệu người sống trên cái sa mạc tưởng như không có sự sống, đối diện với 350 triệu, có 7 triệu sống ở tại khu quốc và 16 triệu ở bên ngoài. Vì sao họ có thể khống chế và kiểm soát hầu như những ngành then chốt của thế giới? Thì tôi nghĩ ở đây họ có một cái niềm tin, có hai niềm tin thôi. Trên thì tin với và mặt Chúa Trời, dưới thì tin vào vấn đề thương mại và tiền. Hai cái niềm tin này có thể nói rằng đã dẫn dắt cái dân tộc họ đi xa. Thì tôi cho cái này là cái điểm thứ nhất, chúng ta cũng phải xem xét lại. Nếu chúng ta thiếu sót về mặt nhiều chuyện thì đến ngày hôm nay chúng ta có một lần nhìn lại cái văn hóa của dân tộc mình, để cho từng người, dù nhà trường, dù là thể chế còn có nhiều hạn chế, còn có nhiều cái tranh cãi, những cái quan điểm, thì tôi nghĩ trong mỗi chúng ta đây hàng đêm cũng phải nã đại bác vào trong não của mình để tranh, để dân, để có thể nói rằng là xử lý lại những cái quan điểm và cái hệ giá trị đúng đắn để cho cái tinh thần mới ở lên ngồi. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai tôi muốn chia sẻ rằng là về mặt thể chế, chúng ta có thể nói suốt một thời gian dài chúng ta tranh cãi, và đến ngày hôm nay chúng ta mở đường ra rất là lớn, vai trò dân dân cũng được xác lập. Thế nhưng tôi nghĩ rằng tranh cãi trong suy nghĩ của giới tinh hoa hiện nay nó vẫn là tranh cãi. Mà những cái tranh cãi này lại đặt trong cái bối cảnh là, như chúng ta thấy, với những cái khái niệm trong vấn đề toàn cầu hóa, thì cái khái niệm biên giới giữa nô lệ, tự do hoàn toàn đã thay đổi. Biên giới quốc gia hoặc là ảnh hưởng hoặc là lệ thuộc hoàn toàn khác. Thế cái sự hùng mạnh đất nước nó sẽ bị chậm trễ. Và tôi nghĩ rằng cái vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý cũng phải xem xét trong cái bối cảnh mới để nhanh chóng thống nhất, để quy về một mối, để đem sức mạnh dân tộc lên đơn vương, để hội tụ giữa những cái trụ cột, giữa những nhà chính trị, những nhà doanh nhân và các nhà văn hóa, các nhà trí thức, phải cùng nhìn một hướng trên một cái độc lập chung. Có như vậy may ra chúng ta mới có thể cạnh tranh được với và có thể thành công được trong cái bối cảnh mới. Đây là điểm thứ hai tôi cũng có xin chia sẻ. Chúng ta cũng thấy rất là rõ ràng là cái câu chuyện là hiện nay các quốc gia, dù cho trong cái quá khứ thế kỷ 17, 18, chúng ta thấy ví dụ như cái thuộc cái nước Anh chẳng hạn, trong khi đã là một cái cường quốc có thể thuộc địa, nhưng mà cái tinh thần trọng thương, họ có quan niệm rằng ai yêu nước thực sự là yêu, phải yêu doanh nhân, phải yêu thương mại. Đấy là cái điểm mà chúng ta khác lên có một cái đế chế. Và đến ngày hôm nay rõ ràng rằng tất cả ai ở đây chúng ta đều biết, mở đầu bất cứ một cái chính sách ngoại giao nào, bất cứ một cái chính sách mà coi như là đi mở đường cho nó, có thể là quân sự hay là những cái chính sách khác, đều là phục sự cho vấn đề kinh tế. Cũng có thể là doanh nhân đi trước, tôn giáo đi trước, báo hạm đi trước và doanh nhân đi sâu, hoặc là ngược lại, hoặc là dàn hàng ngang họ đi. Thì cái này tôi cũng mong muốn rằng là trong bối cảnh mới hết sức là thách thức mà chúng ta đang chứng kiến lại
cái thách thức nó kinh khủng mà áp lực trên đất nước chúng ta và cũng giống như trong cộng đồng của chúng ta trong cái thời khắc này, thì rất là mong là chúng ta hội tụ thống nhất để nhanh chóng hướng về một hướng trên một cái chiến lược mới. Cái việc thứ ba nữa rằng tôi nói muốn chia sẻ rằng là đối với cộng đồng chúng ta, thực sự mà nói thế thì bây giờ chúng ta phải xác định rằng chúng ta phải là một lực lượng mới và sẽ là lực lượng trung tâm của công cuộc tiến thiết đất nước trong cái bối mặt cảnh này. Thế thì xác lập cái này đồng nghĩa với lại là xác lập cái tinh thần khởi nghiệp kỷ luật, xác lập cái tinh thần quốc gia dân tộc trong cái vấn khát khao cái hoài bão đưa hình ảnh Việt Nam, sức mạnh Việt Nam, ảnh hưởng Việt Nam thông qua cái hoạt động kinh tế. Cái này vô cùng quan trọng. Thế thì bây giờ nhiệm vụ của cộng đồng, tôi nghĩ rằng là chúng ta có ba nhiệm vụ lớn. Một là chúng ta phải nỗ lực cao độ trong cái hoạt động của chính mình, và chúng ta phải kết lại với nhau dưới những cái định chế mới, giống như VCCI, đó là định chế vĩ mô và nhỏ hơn những cái gì tương tự giống như cộng đồng của chúng ta đang ngồi đây, liên cương. Những cái mái nhà chung này, chúng ta ngồi với nhau, chúng ta chia sẻ cái động lực lớn với nhau, chia sẻ những kỹ năng, chúng ta chia sẻ những cái phương pháp thông minh, chúng ta chia sẻ những cái nguồn lực manh mún nhỏ yếu để thành một lực lượng lớn, để chúng ta có thể thắng tại đất nước của mình. Và có thể nói rằng lấy cái hậu phương này đi ra bên ngoài. Nhiệm vụ thứ hai của chúng ta là gì? Thực sự hơn ai hết, chúng ta là những người ở tuyến đầu, chắc chắn về mặt cọ sát, về mặt thông tin tiếp cận luôn luôn là cái mới. Thì chúng ta phải có nhiệm vụ hệ thống hóa nó lại, trở thành những đề xuất lên với các nhà lãnh đạo chính trị để hoạch định những chính sách nhất quán, giống như hồi nãy chúng ta nói, để phụng sự cho mục tiêu chung. Nhiệm vụ thứ ba của chúng ta nữa là tôi nghĩ rằng một mình chúng ta không đủ, bởi vì cái lực lượng chúng ta rất là yếu, nhưng chúng ta cũng còn bổn phận và trách nhiệm, đó là đối với các em thanh niên. Tôi nghĩ rằng cần thiết chúng ta phải nuôi dưỡng và khởi động chia sẻ một cái chương trình cho mấy chục triệu thanh niên trong toàn nước này. Đấy là cái tinh thần khởi nghiệp kiến quốc, với cái tinh thần đột phá sáng tạo, và với một cái tâm thế mới, đó là khát khao ảnh hưởng cái hình ảnh giống như Việt Nam thi đua, dám tranh, biết tranh và biết thắng. Tôi nghĩ rằng với cái tinh thần mà gọi là chia sớt này, với những cái quan điểm mà tâm thế này, thì khi chúng ta cùng nhau hành động, tôi nghĩ tất cả không có gì có thể cản trở chúng ta. Xin cảm ơn quý vị.